Hello, hello, em xin thân mến chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ gọt vỏ trái đất. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm lại một cái video đang đi san đất vào móng nhà. Đấy thì cái hôm video này thì là sẽ cùng với em Hạnh là kết hợp để san nốt cái ô cuối cùng này các bác nhé. Đó, còn những cái ô ở phía trong này ấy, thì mình có quay cả video về kênh máy xúc Việt Nam Vlog rồi, là làm từ những cái ô trong kia ra đến ngoài này. Thì bây giờ còn những cái ô ở chỗ máy mình đang đứng với lại ô bên cạnh này nữa nha các bác nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc. Thì do cái chỗ này là nó đang thiếu đất này, nên là mình sẽ cuốc ở ngoài cái bệ này vào. Cái trước đây là cái bệ để cái đường đi lại các bác nhá, đi đường đi là cho ô tô lên đổ đất vào móng rồi này. Đó, thì bây giờ là nó đã không phải chở đất nữa thì mình sẽ quăng đất lên. Đó. Em Hạnh thì vừa múc vừa ấn vừa dí ở đầu kia rồi. Còn cái đầu này thì bây giờ mình cứ xúc đất lên mà san làm sao cho nó vừa phải vừa đủ. Đất chỗ này nó thiếu khá là nhiều, tức là bây giờ đến tầm này là cứ đi đến đâu thì nó sẽ gọn luôn đi đấy các bác nhá. Nó bằng cái hàng gạch thấp kia mà. Nó cao bằng cái hàng gạch thấp kia. Bằng cái hàng gạch thấp đấy. Ờ, nhưng mà nó chỉ có một ô bằng cái bên của anh ấy thôi. Ờ, không không thấp bằng đấy mà thấp bằng cái ô gạch, hàng gạch đấy. Thì em Hạnh em ấy làm dưới kia thì bây giờ thiếu đất thì em cũng sẽ quăng vào quá nhá. Ở ngoài kia nó vẫn còn đất đấy nhưng mà nó hơi xa một chút, có thể là lát nữa thì mình sẽ xuống dưới để mình múc thêm mình cho vào cũng được. Thì còn thừa bao nhiêu thì cái đất này sau này sẽ mang ra bên này để san làm mặt bằng đường hết. Bên kia nó còn thiếu khá là nhiều đất mà. Cái này thì hiện tại là nó đang cái mặt mình đứng này này, cái mặt tiền ở đây này, với lại cái dưới đất thì nó đang chênh nhau khoảng 70-80 phân đấy các bác. Cái ô ở phía bên kia là người ta làm nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cho nên là nó mới bé như thế. Này có thể múc sâu được một chút. Rồi đấy, san ra. Bây giờ thế vào trong này để san từ dần từ cái góc này các bác nhé. Đấy, bắt đầu từ cái mép này đi, bắt đầu từ mép này đi thì mình sẽ cho nó bằng cái mép đó, vào đường phía trên. Ấn mới dí đi, cho nó bằng nữa. Cái bệ máy của mình đứng nó bằng ấy, thì sau này là cái mặt bằng của mình nó tự răng. Khi mà mình ấn thì nó khắc tự nó bằng nữa. Tiếp thôi nhá. Mình gạt nó vào. Giờ này sẽ gạt tại kia chỗ kia cho em Hạnh này. Ừ.
thì mình có thể là mình ấy hết xuống dưới được. Gạt hết xuống dưới này. Dưới đi coi nhá. Cái camera này thì mình đang quay ở GoPro 10. Thì cái con camera này nó lại rất là dở, là lâu lâu nó nóng lên là nó hay bị tắt máy, nên là mình lâu lâu mình vẫn phải ngó. Go 8 của mình thì lại không bị nhiệt, hiện tượng quá nhiệt đấy đâu. Nó lún hẳn rồi. Hùng hết đi, cho nó bằng hết như thế đi, bằng hết như thế ra ngoài này đi. Đấy nhá, cái bờ gạch đây đây anh em nhá. Cái này là đất nó nén chặt quá. Cái này mình sẽ hoàn thiện đốt lại cái phần này. Mặt bên này nó lún quá, đây chỗ này mình cũng cho thấp nó xuống nhá. Thấp hơn mà. Phần dưới này đã được rồi. Mặt bằng của mình nó lún lên này.
con đây nè. Các bác nhá, phải lùi lại rồi rút tí cái góc. Đi vào cái bờ gạch này con lở rồi. Sứt cái gạch này các bác này. Cái thỏ lõm này bù vào. Video này khá là dài rồi đấy các bác nhỉ. Thì mình sẽ kết thúc cái video đây các bác nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Đó, khi mà xuống mình làm hoàn thiện nốt ở dưới kia thì mình sẽ lại quay tiếp. Bây giờ thì cái chỗ này thì mình nó cũng video cũng khá là dài rồi. Đó, thì hẹn gặp lại anh em ở video sau. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nhá. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment cái ý kiến của các bác ở bên dưới cái video này. Bây giờ còn những cái phần này thì mình sẽ hoàn thiện nốt này. Ok, chào anh em nhé.